Năm 1989, với chính sách đổi mới, Việt Nam lần đầu tiên xuất khẩu trên 1 triệu tấn gạo. Từ đó đến nay, Việt Nam liên tiếp trở thành một trong những nước xuất khẩu gạo đứng trong nhóm hàng đầu thế giới, ở vị trí nhất, nhì. Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải phát biểu tại Hội nghị Gạo Thế giới lần 10 được tổ chức tại Hà Nội hôm 10 tháng 10, 2018 cho biết, sản lượng gạo Việt Nam xuất khẩu chiếm khoảng 15% tổng lượng gạo xuất khẩu trên thế giới. Tuy vậy, sau gần 30 năm, 2018 đánh dấu lần đầu tiên nhãn hiệu gạo Việt Nam được mang ra đăng ký bảo hộ trên toàn cầu. Phó giáo sư tiến sĩ Ngô Trí Long, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Thị trường Giá cả, Bộ Tài chính nhận định. Đăng ký nhãn hiệu quốc tế để bảo vệ cái thương hiệu của Việt Nam là quá muộn. Đây là một sự chậm trễ đáng trách, phải nói như vậy. Đồng quan điểm với tiến sĩ Ngô Trí Long, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Lan, giáo sư bộ môn di truyền và chọn giống cây trồng, Viện Lúa Đồng bằng Sông Cửu Long nhận xét. Thì nói chung là bây giờ là muộn rồi, nhưng mà muộn còn hơn không. Thực tế cho thấy hiện nay, người tiêu dùng ở nước ngoài vẫn chưa biết đến sản phẩm thương hiệu gạo Việt Nam. Theo giáo sư Nguyễn Thị Lan, cần thiết phải quảng bá nhãn hiệu gạo Việt, khẳng định vị thế của mặt hàng nông sản này trên thị trường thế giới. Việt Nam mình á, là có cái sản xuất gạo mà thực tế, người dân mình sản xuất gạo rất là tốt, nhưng vấn đề là mình cái giao dịch giữa cái quốc tế đó thì mình chưa có giỏi. Thật sự ra bây giờ mình phải có cái học hỏi để mà đăng ký cái thương hiệu, đó là cái nhu cầu để mà Việt Nam có cái tiếng nói trên cái thương trường quốc tế. Trả lời câu hỏi vì sao Việt Nam vẫn luôn tự hào là nước có lượng gạo xuất khẩu hàng đầu thế giới, nhưng việc đăng ký thương hiệu lại chậm trễ, tiến sĩ Ngô Trí Long cho rằng. Lý do là vì người ta chưa nhận thức được cái tầm quan trọng, cái vai trò của cái thương hiệu, đấy là cái quan trọng nhất. Cái thứ hai là nhiều khi cũng chưa tin tưởng thực chất vào để cái việc là xác định cái chất lượng của mình để gắn với mác thương hiệu vào. Giáo sư Nguyễn Thị Lan xác nhận các thủ tục rườm rà trước kia trong khâu kiểm duyệt trong nước đã từng gây trở ngại cho các chuyên gia. Lúc đầu là đăng ký trong nước, các nhà khoa học mà muốn đăng ký thì thấy là cũng có những thủ tục rườm rà, nhưng sau này thì nhà nước mới giảm dần, cắt bớt những cái thủ tục, do đó là bắt đầu người ta mới tiếp tục là đăng ký nó dễ dàng hơn. Mặt khác, một khi sản phẩm gạo Việt được chứng nhận thương hiệu quốc tế và bảo hộ trên toàn cầu, các chuyên gia cho rằng nhiệm vụ của người nông dân và các doanh nghiệp sẽ phải đáp ứng các yêu cầu cao hơn. Tiến sĩ Long nhận định. Nếu mà nó được công nhận là thương hiệu thì đòi hỏi anh phải từ cái việc gì, từ cái chọn giống, từ cái quy trình sản xuất, từ khâu chế biến, từ khâu bảo quản, đấy là toàn bộ những cái đó, chứ không phải là đơn giản, đúng không? Cái khả năng cạnh tranh về cái lúa gạo của mình cũng lớn lên. Nhưng đòi hỏi là một vấn đề một cách toàn diện, chứ không phải đơn giản ấy, được công nhận rồi cuối cùng mà không đảm bảo được uy tín, cái chất lượng cũng như những cái yêu cầu của một cái thương hiệu thì cuối cùng anh không tồn tại nữa. Giáo sư Nguyễn Thị Lan cho biết, các giống gạo xuất khẩu hiện nay của Việt Nam tập trung ở dòng OM4900 đạt tiêu chuẩn trắng và có mùi thơm. Bên cạnh đó còn có nàng hoa, giống Sóc Trăng OM4047. Các giống gạo này được nói nhập khẩu tùy theo chuỗi giá trị của vùng có nhu cầu. Tuy vậy, để khẳng định được thương hiệu gạo Việt trên thị trường quốc tế, tiến sĩ Ngô Trí Long nhận xét cần thiết có một chủng loại gạo đặc trưng cho Việt Nam, giống như gạo thơm hoành nhài của Thái Lan hay gạo basmati của Ấn Độ. Hiện nay là nhà nước là gì? Đã đưa ra là kết hợp 4 nhà. Nhà nước, nhà doanh nghiệp, nhà nông và nhà khoa học. Mà bên cạnh đó ông Phúc, ông Thủ tướng ông nói về thêm một nhà nữa là nhà băng. Năm ông thì phải kết hợp với nhau và tạo điều kiện để tạo ra một cái thương hiệu, một cái loại đặc sản phẩm gạo có mang tính chất nên đặc thù, đặc chủng mà có chất lượng thì khi đó mới tạo được một cái thương hiệu. Bài học xây dựng thương hiệu gạo của Thái Lan cho thấy chính phủ nước này đã ban hành nhiều tiêu chuẩn nghiêm ngặt trong lúc gieo trồng, cũng như phải đóng dấu chứng nhận xuất xứ được đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Thương mại tại tất cả các quốc gia nhập khẩu gạo của Thái. Bên cạnh đó, giáo sư Nguyễn Thị Lan nêu ra đề xuất rằng các doanh nghiệp nhỏ cần liên kết lẫn nhau để đáp ứng nhu cầu chất và lượng của bên nhập khẩu. Bà nhấn mạnh đây là điều quan trọng để giữ vững lòng tin của các nước đối với sản phẩm gạo Việt. Ra khỏi đất nước thì mình phải có tạo một sự động lực mạnh, chứ không phải là coi như mất đoàn kết, mà phải là liên kết lẫn nhau. Thì là nhà nước thỉnh thoảng là sẽ có những cái tổ chức, cái hội thảo để mà mời các cái doanh nghiệp lớn rồi doanh nghiệp nhỏ cùng nhau để mà trao đổi những cái học thuật lẫn nhau, để có cái kinh nghiệm trong cái quá trình mà xuất rồi đảm bảo về phẩm chất vân vân. Như vậy thì mới là tạo nên cái thương hiệu mà cho Việt Nam.
chậm còn hơn không là câu nói thường được nhắc đến cho những việc cần làm nhưng cứ mãi lần nữa, như trong trường hợp thương hiệu cho sản phẩm gạo Việt Nam.